Chào mừng các bạn đến với săn sale và đánh giá so sánh giữa ROG Phone 7 và Red Magic 8S Pro, nó có cái gì khác biệt thì cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Mình đã có một cái video so sánh chi tiết giữa ROG Phone 7 và Red Magic 8 Pro rồi, bạn nào muốn xem lại có thể tìm trên kênh nha. Và chỉ trong video này thôi, mình xin phép các bạn mình đọc Red Magic 8S Pro là 8S Pro và ROG Phone 7 là ROG 7 nha, cho nó tiện. Chúng ta cùng quay trở lại một vài cái điểm khác biệt này. Về thiết kế, không nhìn là các bạn thấy khác biệt rồi đúng không? 8S Pro là một sản phẩm thiết kế cũng rất là đẹp. Nó không theo kiểu hầm hố giống như là ROG 7. Red Magic 8S Pro là một sản phẩm thiết kế vẫn rất là vuông vức nha. Cầm nắm thì công nhận là nó sẽ hơi cần đai một tí. Và đây là một sản phẩm mà nó có thiết kế mặt lưng mới nha. Mặt lưng kính theo dạng face xước và có đường tròn đồng tâm khá là đẹp. Trong khi với ROG 7 chúng ta vẫn sẽ có một sản phẩm theo kiểu hơi bo cong. Cầm nắm thì công nhận là con nào cầm cũng nặng cả. Nhưng xét về cái mặt trải nghiệm cầm nắm thoải mái thì ROG 7 nó chiếm thế thượng phong hơn. Bù lại với 8S Pro chúng ta sẽ có một cái màn hình vô khuyết đẹp hơn rất là nhiều. Kể cả chất lượng hiển thị trên 8S Pro nó cũng đẹp hơn so với ROG 7. Đầu tiên chúng ta có thể nói qua một chút về cái thông số đi. Red Magic 8S Pro sẽ trang bị tấm nền là AMOLED, hỗ trợ tần số quét là 120Hz, kích thước màn hình 6.8 inch và độ sáng có thể pick lên là 1300 nit. Cái độ sáng này thì nó có kém hơn so với ROG 7 là 1500. Và ROG 7 vẫn sẽ trang bị một cái tấm nền AMOLED này, hỗ trợ tần số quét là 165Hz. Và được cái em ROG 7 này nó sẽ có chuẩn kháng nước IP54. Trong khi 8S Pro do trang bị cái quạt cơ nên là không có tiêu chuẩn kháng nước gì cả. Tuy nhiên nha các bạn ơi, về cái chất lượng hiển thị thì mình thấy 8S Pro nó sẽ cho cái màu sắc được đậm đà hơn so với ROG 7. Cái vấn đề này nó sẽ thể hiện rõ nhất khi mà các bạn nghiêng máy ở bất kỳ một góc độ nào nha. Cả hai sản phẩm này đều có cảm biến vân tay pin trong màn hình các bạn nhá. Còn về cái mặt trải nghiệm gaming thì thôi, con nào cũng mạnh các bạn ạ. Cả hai sản phẩm này đều trang bị con chip là Snap 8 Gen 2. Tuy nhiên, con chip trên 8S Pro là con chip ép xung các bạn nha. Xung nhịp cao hơn lên đến 3.36GHz. Xung nhịp cao hơn là một phần thôi, quan trọng là về cái mặt trải nghiệm gaming nó sẽ như thế nào. Thì mình thấy nhá, hai con này nó rất là giống nhau các bạn ạ. Về nhiệt độ thì công nhận là 8S Pro nó có mát hơn. Trong cùng khoảng thời gian chơi Genshin Max Setting nha, thì 8S Pro nó chỉ rơi vào khoảng đâu đó 42 độ C thôi. Trong khi với ROG 7 nó rơi vào khoảng đâu đấy là 45 đến 46 độ C. Gần như tất cả dòng sản phẩm ROG Phone mình chơi, nếu như mà so sánh với sản phẩm Red Magic ấy, thì nhiệt độ trên Red Magic nó luôn luôn mát hơn so với lại ROG Phone các bạn ạ. Điều này một phần Red Magic 8S Pro nó có quạt cơ các bạn nha. Còn khi mà không bật quạt thì mình nghĩ là nhiệt độ nó cũng ngang với ROG 7 thôi. Còn mấy cái tựa game phổ biến khác, ví dụ kiểu PUBG, COD, Liên Quân Tốc Chiến, chơi như mũi các bạn ạ. Nói chung về cái mặt trải nghiệm gaming thì con nào cũng ok la. Chúng ta đến với cái điểm tiếp theo, đó là về camera. Mình có chụp nhanh một vài tấm ảnh này. Về cam sau đi, Red Magic 8S Pro nó thể hiện màu sắc được đẹp hơn nha, được đậm đà và nịnh mắt hơn. Trong khi cam trước, Red Magic 8S Pro với cam ẩn làm sao có thể ăn lại được với ROG 7 các bạn. Đây các bạn nhìn hình là biết rồi đúng không? Nói chung về camera hiện tại gaming phone, nó chỉ theo kiểu dạng chống cháy thôi các bạn. Về chất lượng âm thanh, ROG Phone 7 nó vẫn ngon hơn, từ về âm lượng này cho đến giải âm bass, thực sự nghe rất là đã các bạn nha. Về dung lượng pin thì sao? Cả hai sản phẩm này đều trang bị dung lượng pin là 6000. Tuy nhiên về cái công suất sạc nó sẽ hơi khác nhau một chút. ROG 7 là 65W, 8S Pro là 80W. Cơ bản cái sự khác nhau nó chỉ có thế thôi. Vừa rồi là video so sánh nhanh giữa Red Magic 8S Pro và ROG Phone 7. Nếu như để cho các bạn lựa chọn thì các bạn lựa chọn sản phẩm nào? Đừng quên để lại comment mình dưới nhá. Và mức giá rẻ nhất Red Magic 8S Pro ở đây chứ, vào ROG Phone 7 mình sẽ để đường link ở phần mô tả và bình luận ghim. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.